Sáng nay, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng tổ chức hội thảo với chủ đề Chuyển đổi xanh, xu hướng phát triển bền vững cho doanh nghiệp. Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp cùng nhau kết nối, thảo luận và chia sẻ quan điểm về những thách thức và cơ hội khi tham gia tiến trình Net Zero, các giải pháp thực hiện quy định pháp luật của Việt Nam về Net Zero và lộ trình thực hiện, tính cấp thiết và chuyển đổi xanh ngành công nghiệp hướng đến kinh tế tuần hoàn cùng các giải pháp, thực trạng hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trước các yêu cầu xanh hóa sản xuất của thị trường hiện nay, vai trò trách nhiệm của doanh nghiệp trong chuyển đổi xanh, sản xuất sạch. Đây là dịp để các doanh nghiệp cùng trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong việc nắm bắt xu hướng dịch chuyển xanh trên thế giới và Việt Nam, từ đó đưa ra lộ trình chuyển đổi xanh phù hợp với các doanh nghiệp hiện nay. Riêng ngành công thương, để thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng không và chuyển đổi xanh, cần hỗ trợ thúc đẩy triển khai áp dụng 3 nhóm giải pháp, gồm áp dụng các giải pháp về quản lý công nghệ, thiết bị, kỹ thuật, về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, nhằm giảm giá thành sản xuất, tăng hiệu quả kinh doanh, đồng thời giảm phát thải khí nhà kính, khai thác và sử dụng các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, giảm thiểu tối đa chất thải ra môi trường và tận dụng tối đa các cơ hội hướng đến mô hình sản xuất bền vững của doanh nghiệp.